Dạ vâng, em Luân xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến. Hôm nay là em xin được lên một video để xin được giới thiệu tới các bác của anh em những sản phẩm để cho một bộ karaoke nó cho ra được chất âm hay. Và đây là những sản phẩm, những thiết bị đồ điện tử âm thanh rất là chất lượng và sẽ có giá thành hợp lý. Các bác thân mến, là với hơn 20, gần 30 sản phẩm thì em sẽ giới thiệu tường tận với các bác của anh em và xin được báo giá. Đây là những sản phẩm em đang có và tất cả những sản phẩm ở đây đều là sản phẩm hàng mới được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ, có những sản phẩm hàng chính hãng và có những sản phẩm của Chila. Và em xin phép được bắt đầu thưa các bác. Thưa các bác của anh em, với một bộ sản phẩm karaoke chắc chắn, chiếc vang nó là một thiết bị quan trọng nhất. Chiếc vang được gọi là trái tim của một bộ dàn. Chiếc vang để xử lý tín hiệu âm thanh, để tạo tiếng echo hay nhất, thì em xin là giới thiệu với cả nhà. Chiếc vang cao cấp nhất hiện tại em đang có, đó là một chiếc vang chính hãng do công ty DMX sản xuất, thương hiệu xịn của Chila các bác nhé. Vang DMX em bảo hành cho mọi người 25 lỗi hỏng hóc sửa chữa, bảo hành trọn đời cho cả nhà. Đây là sản phẩm hàng chính hãng, mã số là DK8000 các bạn. Mấy chục sản phẩm trong video em sẽ lên và review tới toàn thể các bác. DK8000 Pro các bác nhá, con này chạy con chip DSP của Mỹ, một trong những dòng chip cao cấp nhất chuyên để lắp cho những sản phẩm code server đó. Giá 12.500.000, em bao test cho các bác của anh em và em bao ship tới tận nhà các bác nhá. Bao test với loa các bác đang có đó, một chiếc vang chính hãng các bác nhá, 12.500.000. Tiếp theo đó là một chiếc vang số PF Audio hàng mới tinh của China các bác nhá. PF Audio mã K1000 Pro, thiết kế đen rất đẹp các bạn. Con này chạy con Alok Device 571 các bác nhá. Giá 6.500.000 đồng, em bao test và bao ship cho các bác của anh em. Vang số chỉnh máy tính ạ. Tiếp theo em xin được giới thiệu với cả nhà, đó là con vang PS Audio. Đây ạ. Em sẽ lên hết các bác nhá. Mã K900 Pro, con này chạy con Alok Device 21489 các bác nhá. Giá 5.500.000 đồng, em bao test và bao ship. Tiếp theo đó là một con vang số cao cấp hàng của China được mang trên mình, thương hiệu Aslay, mã là KSP1200. Ok chưa, một con vang số của Aslay, giá 5.500.000 đồng đó. Cả nhà cùng theo dõi nhé, em giới thiệu hết tất cả những sản phẩm, các thiết bị đồ điện tử âm thanh hiện tại đang có. Và tiếp theo đó là một con vang số chỉnh tay huyền thoại hàng chính hãng. Ok chưa, hàng chính hãng của Gregutin, thương hiệu của China. Vâng ạ. Mã số là KM320, giá 4.200.000 đồng, em bao ship cho các bác của anh em. Con này vang số chỉnh tay huyền thoại các bác nhé. Và tiếp theo em xin được trân trọng giới thiệu, đó là một con vang cơ hàng mới tinh của China, con vang PF Audio mã số là KX9 Blue. Ok chưa, giá 2.600.000 đồng, giá đang rất tốt cho thời điểm này, 2.600.000 đồng. Vang cơ lai số các bác nhá. Đó, hàng mới tinh của China. Tiếp theo đó là con vang PF Audio mã số là KX8, giá hiện tại là 1.800.000 đồng các bác nhá. 1.800.000 đồng. Một con vang số lai cơ. À xin lỗi các bác, một con vang cơ lai số ạ. PF Audio hàng nhập khẩu. Và em Luân là đại lý ủy quyền phân phối bán buôn bán lẻ hai sản phẩm của PF Audio và Aslay thưa này các bác. Vâng ạ. Đó là những chiếc vang số và vang cơ hiện tại đang có. Vâng ạ. Và tiếp theo em xin được giới thiệu toàn thể các bác về một sản phẩm, đó là micro không dây. Vâng ạ. Trước tiên em xin được lên cho toàn thể các bác một bộ mi không dây hàng chính hãng của công ty BBS Pro Sound, mã UT58, sản phẩm hàng chính hãng các bác nhá. Đó, bảo hành cho cả nhà trọn đời là hàng chính hãng. BBS là thương hiệu của Chila toàn thể các bác. UT58 giá 8.500.000 đồng trên một bộ, em bao ship toàn quốc. Tiếng mic dày ấm, sóng khỏe, sóng xa. Tiếp theo em xin được giới thiệu, đó là bộ mic không dây chính hãng của công ty BBS
Pro Sound. Mã là U2200S, giá 5 triệu 500 ngàn đồng trên một bộ. 5 triệu 500. Tiếp theo em xin là giới thiệu một bộ micro model chính hãng của BBS, đó chính là U222D, giá 5 triệu 500 ngàn đồng. Vâng ạ, 5 triệu 500. Tiếp theo đó là một bộ mic trung bình giá của BBS Pro Sound, mã U5500GF, giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến, tất cả những sản phẩm micro không dây và có dây, tất cả những sản phẩm micro bãi và mới của BBS từ trước đến nay em cung cấp bán cho các bác của anh em bảo hành trọn đời, là hàng chính hãng, không phải hàng nhái. Đó có nghĩa tất cả những chiếc mic có dây hoặc không dây, tất cả hàng mới em bãi, có thể từ trước đến nay, em không nói là năm nay hay năm ngoái đúng không ạ, bao nhiêu năm nay, 10 năm trước được, 20 năm trước cũng được, em bán cho các bác, em bảo hành trọn đời, là hàng chính hãng. Đó, ai phát hiện hàng nhái em đền gấp 1.000 lần tiền. Đó, đấy là quan điểm làm việc của em ạ. Có nghĩa là em xin được khẳng định là từ trước nay em bán BBS Pro Sound tất cả đều là hàng chính hãng. Và tiếp theo xin được chào bán giới thiệu cho các bác của anh em, đó là những bộ mi không dây của China, sản phẩm được mang trên mình thương hiệu PS Audio và được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ CCQ. Bộ mic đầu tiên có giá là 5 triệu rưỡi, bộ mic này chuyên cho anh em sự kiện các bác nhé. Bộ mic này chuyên cho anh em sự kiện, đó, 4 dâu 2 mặt quắc, mã M9900, giá 5 triệu 500 ngàn đồng trên một bộ. Em bao ship PS M9900. Tiếp theo đó là bộ micro không dây, cũng giá 5 triệu rưỡi chuyên cho gia đình, mã số là VK10 các bác nhé, 5 triệu 500. Tuyệt vời chưa ạ. Tiếp theo em xin được giới thiệu tới cả nhà model PS Audio, mã số là G600 Plus. Model này anh em vừa sử dụng gia đình mà vừa sử dụng cho anh em làm sự kiện được, sóng rất khỏe các bác nhé. Giá 4 triệu 500 ngàn đồng G600 Plus. Tiếp theo đó là bộ PS Audio G500 Plus, bộ này dành riêng cho karaoke gia đình, giá 3 triệu 500 ngàn đồng một bộ. Tiếp theo đó là bộ PS, mã số là VK6, giá 2 triệu 800 ngàn đồng. Đó, quan điểm làm việc của em Luân đó là giới thiệu rõ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, giới thiệu rõ về tình trạng của sản phẩm và báo giá chi tiết công khai để các bác của anh em mọi người tham khảo và có thể biết được giá để chuẩn bị được cái tài chính kinh tế tốt nhất của mình. Và bây giờ em xin được giới thiệu đến một sản phẩm để giúp cho phần music hay hơn. Vâng ạ. Số 1 đó là một chiếc lọc xì các bác nhá. Một chiếc lọc xì cao cấp máy Preo, mã số là Ecuver, em bán quá nhiều năm rồi. Em bán quá nhiều năm rồi các bác nhá. Lọc xì Preo màu xanh, vâng ạ, màu xanh, giá 3 triệu 800 ngàn đồng. Các bác của anh em thân mến, là con này đúng không ạ, chỉnh 2 có nghĩa là đường riêng biệt AB, có nghĩa đường NR đấy các bạn. Con lọc xì quá ngon trong tầm giá, tiếng cực kỳ hay, độ bền cực cao, 3 triệu 8. Và bên trên đó là sản phẩm máy nâng tiếng ca, đó, hàng xịn của China sản xuất, tên là Preo, mã là AC2020XS. Con này không cần phải giới thiệu quá nhiều, từ trước nay em bán gần như tỷ lệ lỗi là không có. Và đặc biệt là lời ca rất hay. Và đặc biệt thêm đó là lắp con lưng tiếng này, nó không bị sôi tiếng ở trên loa. Đó, giá 2 triệu 300 ngàn đồng, em bao ship kèm dây. Và em xin được chia sẻ là em còn tầm khoảng, các bác nhá, em còn tầm khoảng, con này còn khoảng bao nhiêu con hay nhỉ? Con nâng vừa đeo còn khoảng bao nhiêu con? 6. Cả đấy thì? Cả đấy là 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chắc phải còn khoảng trên chục con đúng không? Em xin được chia sẻ với cả nhà như này. Để sẽ có một cái sản phẩm mới của Preo về thì em hôm vừa rồi em về hơn 200 con đúng không ạ? Thì em bán hết rồi, bây giờ chỉ còn khoảng hơn chục con hoặc tầm chục con. Thì em xin được bán lốt cho cả nhà các bác nhé, cơ hội các bác nhé, cơ hội đây ạ. Em sẽ làm một video riêng cũng được, hoặc anh em tham khảo video này em cảm ơn đấy. Để riêng cho cả nhà với giá là
1.900.000 đồng một chiếc em bao ship kèm dây, giảm 400.000 đồng các bác nhá. Em còn khoảng tầm 10 hoặc hơn 10 con đấy, cả nhà alo cho em 1.900.000 đồng đó. Ok, em cảm ơn cả nhà nhá. Tiếp theo đó là con lân tiếng, hàng chuẩn của TD. Con này các bác lưu ý nhá, TD thì nó có một cái tên ở đây đúng không ạ, và đây là TD Agotic. Trên thị trường có một sản phẩm đó là TD Tachi, thì nó là sản phẩm hàng chính hãng thương hiệu của China. Còn TD Agotic này là sản phẩm hàng của China các bác nhá, in tên TD Agotic. Con sản phẩm này là hàng in chuẩn các bác nhá. Con này tại sao nó in chuẩn? Vì cái sản phẩm lưng TD và những sản phẩm của TD Agotic nó tốt lên là nó bị nhái nhiều. Đấy, thị trường có những con bán chỉ 900 thôi, nhưng con này em bán 2.100.000 đồng các bác nhá. 2.100.000 đồng đấy, hàng chuẩn TD. Ok chưa? Và tiếp theo các bác nhá, tiếp theo đó là lân tiếng PF Audio, mã số là V900 Plus. Giá cho các bác của anh em China rồi đúng không ạ? Giá cho anh em là 1.700.000 đồng 1.700. Tuyệt vời chưa? 1.700.000 đồng đó. Em vẫn muốn nhấn mạnh là con này còn khoảng chục con bán nốt cho các bác của anh em, và em sẽ có sản phẩm mới về, nó sẽ là 200 PC các bác nhé. Đó, các bác cứ nghe em giới thiệu 200 PC nói là sẽ có. Ok, và tiếp theo đó là sản phẩm quản lý nguồn. Vâng ạ, sản phẩm quản lý nguồn ở đây em đang có, em xin được giới thiệu đó là quản lý nguồn CB Autic X800, sản phẩm hàng chính hãng của công ty CB Autic, bảo hành cho mọi người chọn đời là hàng chính hãng. Có nghĩa là quan điểm của em, sản phẩm gì China đặt tên em giới thiệu rõ luôn các bác nhé, không có sai lệch về những lời giới thiệu, cam kết các bác của anh em. Sản phẩm quản lý nguồn X800 giá 3.200.000 đồng một chiếc, em bao ship. Tiếp theo đó là chiếc quản lý nguồn hàng China Asli mã P20 Luxury, giá 1.950.000 1.950.000 em bao ship. Tiếp theo đó là con quản lý nguồn hàng chất lượng cao của Asli mã AL8 Limited, em bán từ trước nay tầm vài nghìn con, chưa một con nào lỗi. Đó, giá 2.200.000 đồng em bao ship, 2.200.000. Tiếp theo đó là con quản lý nguồn Asley mã P16, giá 1.500.000 đồng em bao ship. Đó, tiếp theo đó là quản lý nguồn PS Audio PC9 Pro, giá 1.800.000 đồng em bao ship. Tiếp theo đó là quản lý nguồn PS Audio PC10 Pro, giá 2.100.000 em bao ship. Và đây ạ, có một sản phẩm cực kỳ là chất lượng cao cho các bác lắp vào một bộ dàn karaoke. Một sản phẩm rất quan trọng các bác nhé, đó là thiết bị lọc nguồn điện sạch các bác nhé. Đây là sản phẩm lọc nguồn điện sạch hàng chính hãng của Ulika, thương hiệu của Đài Loan các bác nhé. Con này lọc nguồn điện sạch và có cả ổn áp, ví dụ điện nhà các bác yếu nó nâng được lên điện áp khỏe bình thường. Lọc nguồn điện sạch giúp cho các thiết bị đồ điện tử âm thanh bền hơn, chất lượng âm thanh hay hơn, nói chung là rất là chuẩn chỉ. Giá 8.500.000 đồng máy lọc nguồn điện sạch Ulika. Ok, đó là tất cả những sản phẩm đúng không ạ? Đây các bác cùng xem nhá, tuyệt vời không mặt trời. Vâng ạ, và hôm nay khai trương cái chỗ để này rất đẹp đúng không các bác? Vâng ạ, em cảm ơn các bác của anh em đã xem và đồng hành em trong video này, và cảm ơn các bác của anh em đã đồng hành với em trong suốt nhiều năm qua. Mọi nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh, và các bác có nhu cầu tư vấn ghép bộ, hãy liên hệ trực tiếp cho em với hai số máy, đó là 0365888988, 0368915555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, hoặc là giao hàng toàn quốc. Rất vui được giao lưu các bác của anh em tại cửa hàng. Em cảm ơn cả nhà một lần nữa ạ.